Xin chào các bạn đến với kênh Sơn Côn Nghĩa Lộ. Hôm nay mời các bạn đi cùng tôi đến nhà bác người dân tộc Thái Đen nhé, xem ra món truyền thống dân tộc cũng như thế nào. Mọi người theo chân tôi nhé. Đây, hôm nay đến nhà bác ấy nấu cơm ăn, nhà sàn rõ to luôn. Một, hai, ba, bốn, năm gian. Gỗ để làm một cái nhà sàn như này bây giờ phải mấy trăm triệu quá nhỉ Dung nhỉ? Đắt. Nhà sàn xung quanh là gỗ. Bây giờ thì gầm sàn sạch sẽ rồi, không như ngày xưa chuồng trâu ở dưới gầm sàn. Bây giờ gầm sàn thoáng mát. Mình lên nhà nhé. Nhà này chắc thuộc diện khá giả. Ảnh gia đình. Đấy. Cậu đứa bạn nay lên đây mời ở lại ăn cơm. Cái này giờ làm món gì à em? Ai ra? À, rội nước sôi vào. Rồi. Ơi, đứng dậy em ơi. Ôi à. Hai con cơ mà nhỏ to thế. Ôi. Em đập lại đầu con kia đó. Hai con này khoảng bao nhiêu cân đấy em? 7 cân rưỡi. Đấy. Cho nước nóng à? À, rửa cho hết trơn. Cái trên thì làm gì ăn được kìa? Kho à? Kho thôi chị ạ. Chuyện ở nhà thì làm gọi ăn được. Cá này kiểu cá sạch rồi. Chắc không không bơi nữa rồi, chết rồi.
đập chết rồi, nước sôi chết, dậy ác nhỉ. Có cả hai con chết hết rồi. Ôi, hai con 7 cân rưỡi cơ mà, yến cá mà đi đâu. À. Cho ngủ nước của em ấy. Ừ, thế thì cắm thêm một xô quá. Không kịp. Không kịp nữa đâu, tôi kẹt với muối chả. Không hết cái nhớt gì nhỉ? Ơi, vụt cho con phát nữa. Ừ, con cái đấy, nhìn cái nhớt ra thì chịu chưa? Đấy. Cái cảnh giết mổ là phải che đi đấy. Rồi, biết rồi. À? Biết rồi. Có lẽ vũ nó phản cảm này. Biết rồi, nó chặt nó. Đây là thôi, chân ập sôi nữa các bạn. Em chưa đập chết nhỉ? Rồi. Chưa được. Mình không biết làm. Cứ làm cá rồi. Cá mình ui, nhìn sướng nhỉ? Cá ta đấy. Đi thì làm thôi. Chưa ngủ bao giờ nhưng mà làm cùng gì? Chê phi. Chê là nhà nó làm tốt. Đầu bếp nó làm đấy nè. Đầu bếp á? Ừ. Chuyện đầu bếp mà. Đi làm. Không anh. Bố em. Ừ. Đo sang bên này. Con một con to chết rồi nhưng mà con bé kia chưa chết rồi. Ba cá này làm gì rồi ăn ngon mà. Bà cũng không biết làm đâu, đang à. Tìm thằng thủ đấy. À. Hôm nọ con cá thằng thủ này thằng thủ ăn là con chết 5 cân dưới. Đây con này hai con 7 cân à? Ừ. Ui giời, cầm nó dài bao nhiêu. Làm mà thằng tiền nó thì nó làm nên cái này được không? Ấy, cháu nó có cái vẩy không? Nó. Ngạnh ấy. Nó bảo là săn muối đâu như săn muối đúng đầy rồi. Không, nhưng mà nó có cái ngạnh không? Không, nó ít ngạnh ấy. Ít ngạnh nó mềm mềm thôi. Nhưng mà nó cái tủ điện cá nó cơm tanh thật. Được ăn thì sướng. Đấy, phải có gì kìa. Ông đi săn muối đây nhỉ. Áo thằng kia đi hút thuốc của Phương thử rồi, chắc đắc lên nào. Cho thằng kia. Anh ấy thổi vào để nó dậy luôn. Cẩn thận nó bong ấy vào. Thổi bong nước nó ấy. Thông kệ nó cứ đổ đấy làm tí sạn. Con này nó hình nó trắng lắm. Thôi nó tẩm nước. Bà đi. Em đi chơi đâu với Nhi đi, đi đâu rồi? Em Nhi đâu rồi? Nhi nhá, hôm nay là vừa làm mình. Cậu thủ có nhà đấy bạn. Dạ? Cậu thủ có nhà đấy bạn. Đó, anh ấy vừa về thì cũng không đâu. Ôi trời. Anh ấy lui ra để nói dây đó. Cho dây cho mình loạt đi đấy. Sót chứ nhỉ. Đấy. Chính như thế là nó ra nhiều nhanh hơn là mình đánh nước nóng. Chẳng nước nóng nó ít quá. Đầu như sát muối. Em ở bên cạnh này nhưng mà chắc ở đây gần ông bà chắc vẫn ăn ở bên này suốt rồi quá nhỉ? Không, ai ăn chiêng anh? À. Ăn chiêng à? Vâng. Ví dụ như hôm nay có khách như mà anh đến thì phải ăn chung chứ đúng không? Hôm nay đến thì ăn chung. Vào chơi thăm ông bà mà. Chứ này ông bà lại. Bên kia hai vợ chồng bên e hai bà thế rồi nhé. Hai vợ chồng mới có cháu bé vừa xong đấy thôi thì. Ừ. Đây cũng để năm chín mấy rồi bác. 91 à? Ừ. Tính ra bằng tuổi con anh chị cơ mà. Cái tuổi chi nhà Kim. Kém với chi một tuổi, chi 90. À. Ừ. Ông bà là ông bà để mót quá thì mình... ông bà mót. Ông bà vẫn còn đẻ. Con của anh đâu chưa? Con của em đâu rồi đấy? Em bê chậu ra. Nhưng mà sát muối đi đang. Bố sát đi chưa?
Thấy hết nhớ chưa? Thấy hết nhớ chưa? Đấy, đấy là nó... Ui, chưa, ôi, bảo là được, không phải được. Đấy là nó còn dịch đấy, không thì ông bà rồi còn đứa nữa. Đầu cá ngon mà. Ôi cá chê ngày xưa bọn anh còn bé đi bắt loại bằng nửa cổ tay thôi. Ruộng ấy. Thì cũng là nó đây. Dòng họ nó cả. Ôi trời, mùa dịch chẳng làm gì đi chơi em ơi. Hả? Con to nữa. Chứ đây hai con đi rồi. Đập hết rồi, cửa xanh rồi. Làm kiểu gì rồi? Đây à, chồng đây à? Không, anh trai. À, anh trai. À. Anh thứ ba. À. Không, con này là của em đấy. Không phải rửa đâu. Tí em quét con thấy cho ông bà. À, đây à. Vâng. Cái kia, là con kia thôi. Chia nhau luôn. Mang về nhà rửa chứ rửa đây. Tốn nước của ông bà nhỉ. Ừ, mày khôn vừa. Anh Việt, anh em ngủ cho em nói cái này. Cảm ơn. Đấy. À. Có chương trình quá. Ông lại không đi nữa rồi. Ông bảo chị lên đây là ông không đi nữa. Con này đây. Đâu đấy đi. À, thế là con của em cầm về rồi. Đấy, con em cầm về rồi. Con của em. Ê, tưởng con gái cứ sang nhà bố mẹ rửa cho hai con cá. Hóa ra là cứ nhăm nhăm rửa con của mình thôi. Rửa sạch nó mang về đất thôi. Tính lên tính xuống rồi. À. À, nhìn thích nhỉ, con cá. Cá số em cậu anh Hòa nuôi nhưng mà cái này nó nuôi bình thường nuôi bộ thôi. Lâu lắm rồi. Ở trên nhà cậu Hòa nuôi em? Em cậu. Em Tranh á? Đấy, này để, này tí lên mâm quay lần nữa nhỉ. Ừ. Làm gỏi giềng. Ở nhà nó máu này nhà má chị. Sợ có lên nhà cậu không? Nhà cậu nó lên mấy đây tháo cá này. Em cậu ơi. Gọi. À nhưng mà chắc là em nghĩ nếu mà ăn thì ăn ở nhà ấy rồi, vì lả là đang bị cái bệnh thì sửa quan nên ăn thì không uống rượu đâu, không uống rượu vào. Để ăn thì mang về nhà thôi. Ở nhà hôm qua mình lên đấy á, Việt. Đây đầu ngay cái đầu làng cầu treo à. Ôi, có một khúc cá đấy mà thái ra nhiều gỏi thế nhỉ? Vâng, được nhiều anh. Ừ. Vẫn có xương nữa. Có mày. Chị vẫn có. Con không cắm thì con mẹ đợi bỏ ra nhé. Dạ. Vâng, đây con xay. Để bố lên cho cậu. Không? À. Cho vào cái bãi chung nữa. Thế người ta mới không muốn nghe. Không tưởng cái gì, nếu mà tưởng cái đám ma như thế thì dễ thôi, có gì. Đâu, muốn như thế thật. Ồ, nếu mà biết thì mình biết đi trước. Từ đầu đến cuối được chưa? Hôm qua ông nọ này được ngay rồi, có một vụ ở gần đây. Ừ. Ngay trong làng này. Thực ra mình muốn kết nối các dân tộc vùng cao Tây Bắc mà. Sao? Mình cũng chỉ đi vào bản sắc dân tộc thôi. Nên mình không nói gì sai cả. Thái đen anh Sơn ạ. À. Thái đen là Thái đen Nghĩa Độ. Đúng rồi. Đúng rồi. Lai Châu khác. Đấy. Lai Châu khác. Đấy, mình muốn nói đi sâu vào cho người ta hiểu cái khác nhau ở cái gì. Đấy là lại thế. Thái đen là có mỗi Thái đen Nghĩa Độ này là một số thiêu thôi, một số không thiêu. À, Thái đen ở trên lại có Thái đen có người thiêu, người không thiêu. Không thiêu chứ, có một số không thiêu đâu. Cúng Thái đen. Sao thế? Cúng dựng cờ, cúng làm đúng thủ tục như thế. Nhưng mà người ta đến khi ấy là người ta chỉ lấy cái que bó đó, người ta hơ qua dưới quan tài là thôi. À. Đấy là người ta gọi là những dòng, cái dòng ấy là người ta gọi là dòng cúng họ. Dòng họ thấp. Thấp nó ở ngoại ấy. Ừ, dòng họ thấp ở ngoại. Ừ, rồi nói rồi. Cho hiểu nôm na hơn là dạng như kiểu là gái trai vú ví có ra. Ừ. Thế là bây giờ
Bây giờ ông nói với tôi là ba dạng của người Thái Đen là như nào? Ba dạng. Dòng họ Cao là phải thiêu lấy xương rửa sạch. Nói chung là dòng nào cũng rửa, thế nhưng mà riêng dòng họ Cao như dòng nhà tôi là thiêu xong như ngày trước. Ừ. Là đốt xong phải mang về nhà để một tuần. Ừ. Sau đó mới mang cái xương đấy đi cất. Cũng xương ấy, anh em phải mang về nhà bình thường. Chứ không phải là mang đi nghĩa địa. Đốt xong là mang đi nghĩa địa ngay đâu, tức là cái chỗ đốt đấy là chỗ bỏ. Ừ. Không quan trọng gì. Ok ok. Còn cái hũ xương ấy là mang về nhà để. Ừ. Về nhà để ở trên chỗ vẫn trông kèn anh nhá, vẫn trông kèn đấy. Ừ, vẫn trông kèn đâu, xong rồi không trông kèn. Ừ. Vẫn để yên đấy. Thế nhưng một tuần sau hoặc là 5 ngày sau bắt đầu mới đêm mới mang đi chôn. Ừ. Mang xác để cất. Ừ. Chính dòng họ Cầm Ngọc là như thế. Ừ. Chứ không bao giờ đốt một chỗ cất một chỗ đâu. Thế còn diện thứ hai là như nào? Còn diện thứ hai là đốt chỗ nào cất chỗ đấy. À, đốt chỗ nào cất chỗ đấy luôn. Đấy, tức là đốt ở đâu thì cũng hú xương cũng nhặt. Chôn luôn đấy. Chôn luôn đấy. Ừ. Mà rồi. Dòng thứ hai. Còn diện thứ ba là diện... chỉ hơ đóm gọi là hình thức thôi. Diện thứ ba xong là chôn. Hơ đóm thôi. À. Cái diện đấy là diện dòng họ thấp là như kiểu con rể con giếc ấy. Không phải, là con rơi. Con rơi. Không phải rể mà là con rơi. Con rơi rồi. Quan đâu anh ạ. À rồi. Có nghĩa là người Thái là con rể cũng quý như con trai. Nhưng mà đại khái là con rơi. Không đúng. Như... Không. Con rể là con rể. Con rể khác họ mà. Con rơi ví dụ anh em. Con rơi là ví dụ như anh em mình lăng nhăng thì có đứa con ở ngoài. Ừ. Có thể là vẫn mang tên, vẫn mang họ của mình nhưng mà không theo được hết tập tục. À. Nó là như thế. Rồi. Con rơi thì con... Hắn tức là hắn là không bỏ dòng bỏ dòng họ Cầm mà hắn vẫn là nhận là họ Cầm. Vẫn nhận. À. Chứ còn con rể thì lại không thể vào được con rể khác họ rồi. À. Tức là bây giờ ví dụ như con gái của mình lấy chồng thì theo họ khác làm sao mang về đốt cho nhà mình được. À. Không thể theo được, nó theo họ nhà trai. Thế nhưng mà lại là con rơi, ngày xưa là cái dòng họ Cầm thì nó có tên tuổi mà. Thế nên là nhiều khi là những cái dạng con cái của những ông ấy thì nó cứ hay coi như là liếm phiếng ấy. Thế bây giờ nói về cái đền thờ người Thái Đen ở cái chỗ gần chỗ ở đấy. Thì có nghĩa là đúng ra là chỉ thờ được là Cầm Ngọc thôi. Thờ Cầm Ngọc thôi. Ừ, là đưa người ra chống giặc. Đấy. Tức là đền thờ này là đền thờ những người anh hùng, những người giữ đất. Ở dưới đất, cho quê hương. Ừ rồi. Chứ không phải cái đền này là thờ ai Cầm cũng thờ. Là ông Cầm Văn là đến khi mà giặc đến là ông chạy mất. Xong rồi đến khi mà cúng thì ông... Ông mới cúng là... Ông Biến lại đưa tên vào. Thế là mới là ăn cái vả đấy. Ăn cái vả đấy. Ông là vẫn Cầm Ngọc. Nhưng mà ông không chống giặc. Ông không chống giặc thì về loại ông ra khỏi họ cho ông thành Cầm Ngọc. Rồi. Ok rồi. Đấy. Đó là anh em ruột đấy. Ok. Là vì ông không chịu đi đánh giặc người ta, ông mà trốn đi thì quay về người ta loại ông ra khỏi cho ông thành Cầm Văn luôn. Thế bây giờ tự dưng lại đưa ông Cầm Văn này đi vào, ông không đi đánh giặc mà ông cũng đòi lấy công vào đấy là ông mới chiếm đấy là không được. Đấy, nó mới sinh ra cái chuyện như thế. Yếu thôi. Còn những ai? Để từ 5 đến 7 ngày. Ngày giờ, được ngày giờ với chôn đấy. Mang đi cất. Đúng rồi đấy, đấy là cái họ Thái lớn nhà mình, họ Cầm lớn nhà mình. Đấy là như thế. Còn nếu mà không những họ Thái Cầm nhỏ. À, thì mâm cơm nhà mình quá ngon luôn như lùa. Bà, vâng, bà, con chào bà. Con chào bà. Ở nhà con chôn, đi con trọng mình có tình cảm. Đấy, anh xem mâm này. Đấy, anh xem mâm này, cả chú anh Sơn này đây này. Đợi bác mình bác mình ăn thôi. Nên, nên, hai nên, nhà mình bảo. Cái là cây cưa để thành cây xưa để bán à. Ok nhá. Yeah. Ừ, chị gọi luôn. À mà chén nào ăn đi anh cậu. Đấy. Mẹ hủ lô rồi. Rồi mâm cơm này nhìn rau rồi món ăn ngon thật. Ngon. Quá anh ngon luôn. Là anh làm nhưng mà những người thích ăn rau là thích đấy. Quá ngon luôn. Mẹ tiêu bố xuống đây. Đúng rồi. Người Thái đúng là yêu rau thật. Cái gì không bao giờ thiếu rau. Không thể thiếu anh sao. Riêng nhất là trong các làng của mình là vẫn có. Mày vừa phải thôi. Phía xuống chắc phải có. Đúng rồi. Ừ chị nhưng mà không thì chị bảo xuống chị em mình gặp nhau ở đấy nhỉ. Mẹ bỏ cho chú con lấy rồi đi. Ok nhà. Ừ, xuân là chả có hoa rơi mà
mùa thu nào lá chả rụng, sân nào chả có hoa đào. À, nhưng mà này, mâm cơm người Thái nhá, khi tàn rồi vẫn còn đầy rau xanh này. Ơ đùa đâu mà. Rượu ngon phải ngon mà. Ừ, này, này nhìn này, đẹp không? Này. Dạ, tâm mâm cơm của mình ở ngoài. Đấy, chưa kịp được một lúc đã hết rồi còn. Đấy, này mâm cơm này. Việt đây. Mâm cơm này, tàn rồi vẫn nhìn toàn rau xanh ngon này. Cá thịt đầy này. Anh nha. Ok, có cả cạnh nữa. Không phải cạnh nữa, em cạnh nhiều rồi. Mà cái này anh nợ mà, không phải em nợ đâu. À chả xả. Đây chị gọi thôi. Đấy anh Việt đó đấy. Đấy, chị chưa hết này. Mẹ em nốt ra mà. Ừ. Anh Việt em một giọt em phạt hai chén thì Việt hôm nay có vẻ hát giữa mọi người không ngại ngần nhỉ. Bốn cuốn là không ngại ngần rồi. À, đi lên trên đất này làm gì? Ok, nếu mà lên đây làm rể được thì còn gì bằng nữa nhá. Đừng có làm con thu nhá, đừng có bảo con thu nát nhá. Thu nào? Xin chào, buổi đi chơi của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc.